Chào mừng quý chị và các bạn quay trở lại với kênh Xe Đẹp Hải Dương. Chiều hôm nay thì bên em về thêm một chiếc xe 7 chỗ ngồi bản phun dầu gửi tới quý anh chị và các bạn. Kia Sorento bản phun dầu sản xuất vào năm 2017, xe đã lên lái điện và hai ghế điện rồi. Và đặc biệt là chiếc xe này, bác chủ xe rất chịu khó trang bị cho xe của mình, bao gồm gì ạ? Cam 360, cốp điện đầy đủ rồi. Chủ xe là công tác tại đội điều tra công an quận Long Biên anh chị nhá. Cực kỳ là giữ xe và rất chịu khó đầu tư cho chiếc xe của mình. Một chiếc xe đẹp xuất sắc luôn anh chị ạ. Xe chạy 11 vạn chuẩn anh chị ạ. Và dàn thay dàn lốp thứ 2. Deadlock lốp 2022 nhưng mà đến bây giờ còn rất là dày. Riêng là mua chiếc xe này là anh chị đã lợi thế ngay một dàn lốp rồi. Mà lốp là Date 2022 nha anh chị nhá. Còn rất là dày luôn. Và mặc dù là xe đi biển Hà Nội, tuy nhiên thì gần như là cái vành nó không bị xước đâu. Với da cổ phanh còn đẹp, có trang bị cảm biến áp suất lốp rồi. Về Kia Sorento thì anh chị biết rồi, được trang bị rất là hiện đại. Với cụm đèn trước là đèn bóng chiếu này, có giải đèn LED định vị ban ngày. Và vỏ đèn là vỏ đèn zin nha anh chị nhá. Đèn pin LED siêu sáng, có rửa đèn pha tự động và đèn bi đôi. Chủ xe này là có em trai làm về phụ kiện ô tô, bao gồm cả gì ạ, chuyên hệ thống âm thanh và đèn. Thế nên là cũng gần như là của nhà làm được anh chị ạ. Trang bị đèn cũng là đèn full hết rồi. Biển Hà Nội thì bên em có bao rút hồ sơ cho anh chị nhé. Xe có trang bị cảm biến lùi và cảm biến góc trước đầy đủ rồi, cực kỳ là hiện đại. Xe thì về bên em cũng chỉ phải đánh bóng thôi. Bác chủ xe đi khá là giữ xe luôn anh chị ạ, gần như là không bị xước mặc dù là đi ở Hà Nội. Đấy. Như vậy là chúng ta mua một chiếc xe mà thứ nhất là giữ gìn xe, thứ hai là đã lắp đầy đủ full đồ rồi, là một cái lợi thế rất lớn của việc mua xe cũ anh chị ạ. Đấy. Gương chiếu hậu ngoài có tích hợp xinh nhan nét này, bao gồm lắp cả cam rồi. Bởi vì chiếc xe này là gì ạ, có trang bị cam 360 rồi anh chị nhá. Có chức năng gập điện chỉnh điện rồi. Xe có trang bị giá lóc này, bậc lên xuống đầy đủ rồi. Về vấn đề đâm đụng thì anh chị không phải suy nghĩ nhá. Bên em bao check test đầy đủ cho anh chị. Xe không đâm đụng, không ngập nước. Và máy số thì zin từ dàn cò nha anh chị nhá. Zin từ dàn cò, không mất phân keo chỉ nào. Phía sau xe thì có trang bị anten vây cá này, đuôi gió có đèn này. Đấy. Và gì ạ, một dàn lốp là thay cùng thời điểm anh ạ, anh chị ạ. Lốp rất dày và lốp là lốp Date 2022. Đấy. Thế nên là anh chị cũng sẽ thấy là chiếc xe đi khá là ít nhá. Xe có trang bị 4 phanh đĩa rồi. Đây là phía sau xe với gì ạ, trang bị camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ rồi. Và gì ạ, hai cụm đèn sau của chiếc xe này vẫn còn đều còn zin ạ. CRD. Và điều đặc biệt trên chiếc xe này là gì? Đó là anh chị cứ băn khoăn là xe Kia Sorento không có cốp điện, thì đây, chiếc xe này có cốp điện anh chị nhá. Tức là bác chủ đã độ thêm cốp điện rồi. Và nhìn qua vào cái khoang hành lý hàng ghế thứ ba gập phẳng này thì anh chị cũng đánh giá được phần nào là bác chủ rất là giữ xe luôn anh chị ạ. Đầu tiên đó là thấy ạ, cái nhựa cốp sau nó không bị xước. Cái thứ hai nữa này, trang bị sàn 3D rất là sạch đẹp luôn. Và cái phần nhựa cốp sau này nó không bị xước đâu anh chị ạ. Đấy, rất sạch đẹp và rất chịu khó trang bị cho xe của mình. Phía sau xe này nguyên bản anh chị ạ, với ốc cốp sau zin cả hai bên luôn anh chị nhé. Nhựa đây. Và đặc biệt gì ạ,
chức năng cốp điện này. Nếu mà bằng tiền những chiếc xe cùng đời thì em đánh giá là chiếc xe này thực sự là đáng đồng tiền để anh chị bỏ ra mua. Đấy, một dàn lốp đẹp, độ phun đồ, xe đẹp như nhau, thì tội gì mà chúng ta không lấy chiếc xe này, đúng không ạ? Đấy, cảm biến áp suất lốp các thứ cũng đều được trang bị đầy đủ rồi. Một dàn lốp đẹp, lốp thay cùng thời điểm hết anh chị nhé. Đấy, và chiếc xe này là thay dàn lốp thứ hai, xe đi 11 vạn chuẩn. Rất là cứng xe anh chị ạ. Rồi, chúng ta sẽ bước vào bên trong nội thất của xe. Thì Kia Sorento bản phun dầu 2017 được trang bị hai ghế điện rồi, với ghế phụ điện chỉnh 4 hướng này. Đấy, ghế da zin nhé. Mặt ghế và má ghế vẫn còn căng luôn anh chị ạ. Mặt ghế thì có lỗ thông hơi rồi. Đấy, bệ tì tay cũng zin này. Và kể cả là ghế lái này. Đấy, xe có trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Và chiếc xe này thì giữ được trần nỉ nguyên bản của xe, với hệ thống an toàn bị động là 6 túi khí anh chị nhé. 2 túi khí hông này, 2 túi khí rèm và 2 túi khí phía trước. Táp lô thì bác chủ cũng trang bị cái thảm táp lô rồi. Tuy nhiên thì chúng ta lật lên và sẽ thấy rằng là cái táp lô, nhựa táp lô của chiếc xe này vẫn còn giữ được rất là đẹp anh chị ạ. Nó không bị xước này, nguyên sần. Đấy, loa chép thì bác chủ trang bị thêm cả hai cái loa đằng trước này rồi. Rất là chịu khó đầu tư anh chị ạ. Đây là táp ly của xe này. Nguyên bản và còn mới, đúng không ạ? Cái quan trọng nhất của nó vẫn là không được xước nha anh chị nhé. Mép cửa zin hết. Ốp bậc lên xuống có đèn cũng được trang bị rồi. Và trải sàn 3D đầy đủ hết. Rất sạch đẹp. Ốp bản lề đấy ạ, nguyên bản. Ổ khóa này. Đây, ốc bản lề này. Cái nòng sơn của chiếc xe này màu trắng, nhưng mà cái nòng sơn của nó vẫn còn rất là ok anh chị nhé. Đấy, một chiếc xe mà nó không sử dụng ở những cái khu vực gì ạ, đồi núi hay đất đỏ Ba Gian, hay là những cái khu vực gần biển anh chị nhé. Hàng ghế thứ hai thì gần như là không chê được rồi anh chị ạ. Có bệ tì tay dạng lớn cho hàng ghế thứ hai rồi. Ngồi Kia Sorento hàng ghế thứ hai thì cực kỳ là rộng rãi. Đặc biệt này, khi mà chúng ta mở cái tấm nỉ của cửa sổ trời toàn cảnh panorama ra này. Máng nước này. Táp ly này, từ những cái phần da nhé đến nhựa này. Có trang bị gì ạ? Rèm che nắng rồi anh chị nhé, cho cửa phía sau. Tất cả mép cửa đều còn zin. Kính còn zin hết nha anh chị nhé. Kính zin theo xe hết ạ. Đây, hai cửa sau là được trang bị rèm che nắng rồi, kéo bằng tay thôi. Cả bốn táp ly cửa của chiếc xe này thì em đánh giá là giữ được rất là đẹp, không mất phân chỉ nào. Chìa khóa thông minh khởi động nút bấm này, thế nên là có cảm biến mở cửa anh chị nhé. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, có nhớ hai vị trí
nhớ hai vị trí ghế. Tất cả những cái nút bấm của nó này còn sắc nét, với hai kính trước là có chế độ auto rồi. Ốc bản lề bên này cũng zin này. Có trang bị gì ạ? Chống trơn trượt, cân bằng điện tử rồi. Rồi, bước vào bên trong nội thất của xe nào. Khởi động xe lên. Đấy. Và chủ rất chịu khó nhé này. À, cái nút start top cũng trang bị viền giả đá luôn. Với vô lăng. À, đây là cái vô lăng bác chủ thích cái kiểu này anh chị nhá, là có cái khâu cái đục nỗ này này. Nhìn nó rất là sang luôn. Đấy. Và đây là cái phần, những cái phần bấm còi của nó là sắc nét này. Anh chị ạ, có ga tự động cruise control nhá. Và những cái phần bấm còi này nó không bị bóng, và đặc biệt là cái viền logo của nó này. Đấy. Là nó gì ạ? Cái phần mạ bạc này của nó là nó không bị bợt nhá. Bác chủ thích cái logo mới. Đấy. Có tích hợp nút điều chỉnh âm thanh rồi, những cái nút bấm này sắc nét này anh chị ạ. 11 vạn rưỡi là số km xe đã đi được, và đặc biệt là phiên bản 2017 này, lái cực kỳ là nhẹ nhàng anh chị nhá, chỉ cần vần một tay thôi cực kỳ là nhẹ nhàng luôn. Xe có trang bị full đồ rồi, bao gồm cam hành trình này, gương chiếu hậu trong chống chói tự động này, màn Android OLED Blue luôn anh chị ạ. Dân chơi âm thanh mà, thế nên là anh chị an tâm là toàn đồ xịn thôi. Không chỉ vậy đâu, cam 360 đầy đủ nha anh chị nhá, mà cam là sắc nét luôn này. Có cái cam lè này nó có căn viền luôn anh chị ạ. Đấy, thế nên là anh chị nào mà đi ở những cái đường bê tông hay là ngõ hẹp thì đi chiếc xe này cực kỳ là an tâm rồi. Rất là an tâm. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, củ số zin với chìa khóa zin nha anh chị nhá. Sonento 2017 máy dầu thì có thêm chế độ lái eco, tiết kiệm nhiên liệu anh chị ạ. À, khi mà chúng ta bật thì nó sẽ hiển thị chữ eco ở trên này. Máy nổ rất là giòn anh chị ạ. Trần nỉ thì rất là sạch đẹp anh chị nhá, nguyên bản. Đấy. Nhựa nội thất này. Rất là giữ xe luôn đấy anh chị ạ. À, sẽ giữ được một chiếc xe 2017 nó còn như thế này. Rất ok. Mà một chiếc xe trang bị full đồ luôn, anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải làm gì anh chị ạ. Quá là lợi thế. Xe trang bị full đồ. Và đây là khoang động cơ của xe anh chị nhé. Đây cái, những cái phần sàn của chiếc xe này, sàn da nhé, nhưng mà nó rất là sạch luôn ạ. À, rất sạch luôn. Nút cốp điện thì có thể mở trong và ngoài anh chị nhá. Đây, thêm cả nút cốp điện ở đây nữa. Một dàn lốp đẹp. Lốp này thì còn chạy tha hồ. Cụm đèn. Cái logo này là bác chủ thay logo mới, như logo mới của Kia anh chị nhé. Lắp cabo thì được mở trợ lực thủy lực rồi, rất là nhẹ nhàng. Và anh chị có thể nhìn qua đầu tiên, khi chúng ta nhìn thì đó là gì ạ? Cái tấm nỉ ở dưới lắp cabo còn rất là phẳng. Và trên cái lắp cabo của chiếc xe này nó còn nguyên bản, chưa có một hiện tượng gò lắn hay là đâm đụng va chạm gì anh chị ạ. Và chỉ cabo còn zin. Chỉ cabo còn zin anh chị nhá. À, thế nên là anh chị hoàn toàn là an tâm về chất lượng. Ốc cabo zin nó chỉ có vết bẩn thôi anh chị ạ. Vết bẩn nhá. Và chiếc xe này anh chị nhìn này. Đấy, đó là ốc tai ngoài của nó này, còn zin nhá. Cái ốc tai ngoài mà ở dưới cái cao su này còn zin. À, nó chỉ là cáu bẩn theo thời gian thôi, chứ ốc chưa mở một lần nào luôn anh chị ạ. Rằng trước này, bên này cũng vậy nha anh chị nhé. Bên này cái con ốc tai ngoài của nó này cũng còn zin.
và ốc cabo cũng vậy, nó chỉ có vết bẩn thôi. Cái này là vết cáu bẩn anh chị nhá, chứ ốc cabo thì chưa mở lần nào. Máy thì cực kỳ an tâm rồi anh chị ạ, ụ này chưa có vết gì luôn. Và phần máy đây em sẽ mở cái máy của chiếc xe này thì em đánh giá là máy của nó còn ra máy còn rất là sáng nhá, nó chưa có một hiện tượng gì dò thấm dầu gì cả. Và đặc biệt của nó là zin từ dàn cò anh chị ạ, đấy zin từ dàn cò anh chị nhá, anh chị qua bên em thì có thể check test thoải mái. Máy đã zin từ dàn cò là rất là an tâm rồi, đúng không ạ? Máy số zin và bên em thì bao check test đầy đủ cho anh chị. Và xe này thì bác chủ đã lên cụm đèn siêu sáng rồi anh chị nhé, tức là lắp full đồ rồi, ngoại thất màu trắng, xe lên full đồ rồi. Và 2017 đã lên hai ghế điện rồi, ghế lái điện và ghế phụ điện anh chị nhé, nội thất màu kem. Và hiện tại chiếc Sorento 2017 bản phun dầu bên em thì đang chào bán cho anh chị với giá là 610 triệu, có bao rút hồ sơ cho anh chị và giá cả có thể thương lượng được. 610 triệu có thương lượng, có bao rút hồ sơ anh chị nhé. Một chiếc xe nên phun đồ và một dàn nốt thứ hai vẫn còn rất là mới. Để xem xe và lái thử xe thì em mời anh chị qua bên em, có địa chỉ là tại Xe Đẹp Hải Dương, số 8 Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Hải Dương. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em xin chào và hẹn gặp lại quý chị trong các video tiếp theo.